Nếu bạn là một người thường xuyên tham gia các giải đấu cờ vua, có một điều phổ biến hay hiện diện ở bất kỳ giải đấu cờ vua nào, đó là sai lầm ngớ ngẩn. Nó là kẻ thù lớn nhất của bất kỳ cờ thủ cờ vua nào. Khi bạn nghe người bạn cờ trong câu lạc bộ của mình nói, tôi đã cùng thế trận cầm chắc chiến thắng, nhưng bạn đã biết những gì xảy ra sau đó. Biết bao nhiêu người chơi cờ vua không bao giờ gỡ gạc lại được thế trận sau một bước đi ngớ ngẩn của họ trong một trận đấu mang tính chất quyết định đến sự nghiệp của họ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sai lầm ngớ ngẩn như tấn công nhưng quên phòng thủ, sai lầm trong tính toán các nước cờ khi đánh, không tính toán các biến thể của nước cờ. Nhưng sai lầm cũng chỉ là một phần của trò chơi. Hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là Mikhail và Stanit, hai trong số những kỳ thủ xuất sắc nhất thế kỷ 19. Đây là ván cờ thứ 23 trong trận tranh ngôi vô địch thế giới. Mời các bạn theo dõi nhé. Mở đầu ván cờ, tốt trắng E4, tốt đen E5. Trắng chơi gambit vua với nước cờ tốt F4, một nước cờ yếu ở hiện đại. Tuy nhiên điều này hết sức bình thường ở thời đó. Sau khi tốt đen ăn F4, cho ta gambit vua chấp nhận. Mã trắng F3, mã đen F6, tốt trắng E5 tấn công mã. Mã đen chạy lên H5. Với cây cuộc gambit này thì trắng có xu hướng kiểm soát trung tâm, đen có xu hướng bảo vệ tốt F4. Tốt trắng không thể uy hiếp mã vì bị ăn qua đường ngay. Tiếp tục ván cờ thì tượng trắng E2 dọn đường vua nhập thành, đồng thời tấn công mã bất cứ lúc nào. Tốt đen G6 giải phóng ô cho tượng và bảo vệ luôn mã đen. Tốt trắng D4 yểm trợ tốt. Tượng đen G7, trắng nhập thành. Tốt đen D6, mã trắng C3, đen nhập thành. Trắng không đợi tốt mà chơi mã trắng lùi lại E1 mở đường cho tượng tấn công mã. Đen muốn giành lại trung tâm nên chơi tốt đen ăn E5. Tượng trắng ăn H5. Tốt đen ăn H5. Tốt trắng ăn E5. Hậu đen ăn D1. Mã trắng ăn về D1. Đen chưa vội ăn tốt, đen chơi mã C6. Dụng ý là đến D4 tấn công tốt C2. Trắng phát tiễn tượng lên F4 giữ tốt. Tượng đen F5. Quan sát thế trận lúc này thì đen nhỉnh hơn. Trắng phát triển quân hơi chậm. Tiếp tục thì mã trắng E3. Tượng đen E4. Mã trắng F3. Xe đen E8 gây sức ép lên tốt trắng. Mã trắng G5 bắt tượng. Tượng đen lùi về G6. Mã trắng D5. Tượng đen ăn E5. Mã trắng ăn C7. Tượng đen ăn C7. Tượng trắng ăn C7. Xe đen C8 bắt tượng. Tượng trắng lùi lại G3. Mã đen D4. Kết hợp với xe tấn công tốt C2. Xe còn lại thì đang phong tỏa cục E. Tượng đen đang bảo vệ chắc chắn hai tốt. Đen vẫn nắm thế chủ động khi bốn quân cờ mạnh rất cơ động. Tốt trắng C3 phản kháng. Mã đen E2 chiếu. Vua trắng xông pha lên F2. Ở đây bên đen bỏ qua cơ hội ăn tượng G3. Stanit đã sử dụng điểm yếu tốt chồng của mình để gây khó cho đối phương với nước cờ tốt đen H4. Dụ tượng rời khỏi đường chéo B8-H2. Tượng trắng D6 tiếp tục hiện diện trên đường chéo này. Mã đen D4 đưa mão vào miệng tốt. Tận dụng sai lầm của đen, trắng đã lấy tốt ăn D4 liền lập tức. Xe đen C2 chiếu. Vua trắng G1, xe đen E2, dò lấy xe ăn G2 tấn công đôi. Xe trắng E1, xe đen ăn G2 chiếu, vua trắng H1. Có lẽ Stanit đã tính sai nước cờ khi hy sinh mã, vì xe đen không thể tiếp tục ăn H2. Còn nếu bên đen vội vàng ăn mã G5, xe trắng xe E8 chiếu, buộc vua G7, tượng trắng F8 chiếu. Vua trở lại H8 hay G8, tượng điều H6 chiếu hết. Quay lại ván cờ ở đây, bên đen nhận thấy mã trắng đã bị tẩm độc, nên bên đen chỉ còn cách tìm đường cho tượng đến được C6.
Tiếp tục ván cờ thì vua đen G7, xe trắng E8 dọi chơi tượng F8 chiếu. Tốt đen F5 tìm đường thoát thân cho vua. Đến đây trắng có thể chơi xe E7 chiếu. Tuy nhiên trong ván cờ này thì mã trắng E6 chiếu, vua đen F6, xe trắng E7 khiến ba quân cờ quá gần nhau. Tuy nói là nước cờ mạnh nhưng lúc này trắng rất khó để chơi những nước cờ tiếp theo. Xe đen E2 dọi mã. Tốt trắng D5 bảo vệ. Xe đen D2 tấn công tốt. Nước cờ hay cho trắng vào lúc này phải là chấp nhận hy sinh tốt và lấy xe ăn tốt B7. Tượng H5 dọi F3 chiếu thì trắng đơn giản lùi xe về B3 phòng thủ. Trở lại cục diện chính ván cờ, lúc này trắng bắt buộc phải thắng, lại thêm áp lực thời gian, do đó cuối cùng trắng quyết định chơi tượng B4 tấn công xe. Với ý tưởng xe ăn tốt D5, mã xe F4 tấn công đôi, xe đen ăn E7, mã trắng xe ăn D5 tấn công đôi. Khi đó trắng bỏ một xe và lấy lại hai xe của đen. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Sau nước cờ tượng trắng B4 khiến tốt H không còn được bảo vệ, nên xe đen liền ăn H2 chiếu. Bên trắng buông cờ nhận thua, vì nếu chơi tiếp vua G1, xe đen G2 chiếu hết. Vậy là trong ván cờ này, bên trắng vì quá nóng vội, chỉ chăm chăm hạ sát xe của đối phương mà quên mất phòng thủ. Lúc đó đối phương mới lợi dụng sơ hở mà tấn công bất ngờ, dẫn đến thất bại. Việc tính toán các nước đi của ván cờ vua là một điều khá khó khăn. Nhưng tuy nhiên bạn không được di chuyển quân của mình một cách cả tính, vì như vậy rất dễ mắc sai lầm. Trong một trận đấu, bạn chỉ cần đi sai một nước cũng có thể dẫn đến kết quả thua trận rồi. Để tránh lỗi này, trước khi đi một quân cờ nào đó, bạn hãy tính xem nếu bạn đi quân đó thì đối thủ có thể di chuyển những quân nào, quân cờ của bạn có gặp nguy hiểm nào không, và suy tính cách giải quyết các trường hợp có thể xảy ra. Nếu bạn mới chơi thì việc tính toán trước 1 đến 2 nước đi có vẻ hơi khó khăn, nhưng nếu lặp đi lặp lại việc tính toán như vậy nhiều lần, số nước bạn có thể tính trước cũng sẽ tăng lên.